Đây. Cái gì? Gì không biết. Để cho Louis nói cho chính xác rồi. Nha, cho Louis lấy cho mẹ phán. Rồi Louis lấy ra cho mẹ. Cái gì? Cái gì vậy? Hỗ trợ cho. Dì, rồi. Đó, chị đây. Louis lấy ra. Mẹ mở đường này nè, mở đường này. Muốn làm lại cho tặng cho bà đó. Thôi, tặng cho mẹ đó con. Ai mua đây? Tôi, bà mua. Không biết à. Rồi. Tôi lấy cho. Đó là gì đó? Ý, cái này là đồ đại ống hút. Cái này là rồi, kế tiếp. Cái gì? Ừ, cái này là cái ống hút. Cái gì đâu không vậy? Nước. Yeah, đó là gì? Cái là trái này. Là cái gì? Là con gì? Dạ, trăng, trăng. Đổ dâu. Yeah, đổ dâu, dâu. Đúng rồi, đổ dâu. Đổ dâu. Đổ dâu à. Tặng cho bà à. Tặng cho mẹ nè, cái này cái đồ rửa cọ ống hút nha. Cái này rửa cọ ống hút đó. Lotto nè, Lotto nè. Cái ly à. Nè. Nó giống cái quần quá vậy. Thì đá Lotto nè, dấu gấu dâu nè. Gấu dâu hả luôn ơi. Gấu dâu á. Sao cái ly giống cái quần quá vậy? Ba. Cái ly giống cái quần. Ừ, đẹp ha. Đẹp á. Đẹp quá. À, dơ đó con. Rồi quậy nó cơm cho Lui uống đi. Lui tặng mẹ hả? Lui mua nhiêu mà biết, vậy? Mà vẫn biết là ba mẹ mua. Đây. Đây. Đây nè mẹ thử coi. Nè mẹ thử nè, mẹ thử nè, cái này là hộp cho đây. Không hút mày nóc luôn á hả? Ừ. Trời ơi gớm. Chuyện gớm ông tụng nhiên gớm. Cái này là ba cái này là cái gì à ba? Cái này là cái gì trẻ cương à? Đó đẩy lại. Nè ống hút vậy nè, để mày coi nè. Nè, buông ra đây mày làm cho. Vậy nha, mình uống xong thì mình bụn lại. Vi khuẩn không? Ba vô viên không? Vi khuẩn ba vô viên. Vô viên. Dạ con nó. Ba ba, cần cá rồi. À, còn cái túi. Ủa, à vậy hả con, cảm ơn con, mẹ không biết. Trời, quả đẹp. Cái này là chết gì dạ bấm đó ba. Rồi mai Lui cầm đó đi học nha. Wow. Ba Lui đi học đó. Rồi mai bắt đầu sáng đòi nè. Của mẹ mà, Lui tặng mẹ mà. Tôi tặng mẹ. Này để rồi nè, vậy nè. Ô đẹp. Ba 50.000 đẹp quá, sắp xong. Ba. Trời ơi. Ba bữa. Ủa? Ba bữa. Dạ, đi đâu mà. Bóp bóp dạ. À, cái đồ bóp bóp. Ba bữa. Nó để cái ly cho mẹ. Rồi. Dạ, cho bà. Xin chào đi Lui. Rồi, xong rồi. Xin chào đi, máy bay đi. Bye bye.